Thưa quý vị, với kết quả thử nghiệm mẫu nước ngày 10 tháng 10, Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thông báo kết quả xét nghiệm hàm lượng amoni trong nước là 11,46mg trên lít, gấp 38 lần ngưỡng cho phép. Hàm lượng clo vượt ngưỡng hàng chục lần thì người dân tại khu đô thị Thanh Hà vô cùng lo lắng. Trước tình hình bức xúc của người dân khu đô thị Thanh Hà, thì việc cấp thiết hiện nay là phải làm thế nào để có nguồn nước cung cấp cho 26 tòa chung cư với 30.000 người. Trước thực tế này, thì đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm cấp nước ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, câu chuyện về trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này thì vẫn chưa được nhắc đến. Liên quan đến việc khu đô thị Thanh Hà bị mất nước, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp đủ 2.000 mét khối nước trên một ngày đêm cho khu đô thị Thanh Hà nhằm ổn định đời sống sinh hoạt cho cư dân sau khi một số tòa chung cư ở đây bị thiếu nước. Tuy nhiên, theo các đơn vị cấp nước cho rằng không thể điều tiết khi nguồn nước sạch đang bị thiếu. Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ và báo cáo thành phố giao nhiệm vụ cho công ty nước sạch Hà Đông điều tiết phối hợp với các đơn vị như công ty cổ phần nước mặt sông Đuống và các đơn vị cung cấp các cái nguồn cấp của công ty do công ty nước sạch Hà Đông có và phối hợp với cả chủ đầu tư địa ốc Sanco Nam cũng như là công ty cấp nước Thanh Hà, công ty cấp nước Nam Hà Nội để điều tiết cái nguồn tối đa cái nguồn từ hệ thống tập trung của công ty nước sạch Hà Đông bổ sung cho cái khu vực đô thị Thanh Hà tối thiểu với quy mô công suất khoảng 2.000 mét khối ngày đêm. Ngay sau cuộc họp với đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà và các đơn vị liên quan vào chiều tối 16 tháng 10, chiều 17 tháng 10, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông. Theo đó, huyện Thanh Oai đã kiến nghị công ty tăng công suất đảm bảo cung cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Ủy ban dân huyện Thanh Oai đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có công ty nước sạch Hà Đông, công ty nước sạch sông Đuống, công ty nước Lam Hà Nội, công ty nước Thanh Hà và chủ đầu tư địa ốc Senco Lâm cùng với người cư dân của đô thị Thanh Hà để cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn, sớm đảm bảo nguồn nước cho đô thị Thanh Hà được hoạt động trở lại. Sau nhiều cuộc họp, nhiều cuộc đối thoại, thế nhưng đến hết ngày 17 tháng 10, người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn sống trong bức xúc và bi hài vì không có nước sinh hoạt. Cư dân tại đây mong muốn được sử dụng nước sạch ổn định lâu dài chứ không đơn thuần là cấp nước tạm thời. Cái thời gian sắp tới và ngay lập tức ấy, thì người dân có một cái mong muốn là được đáp ứng luôn một cái nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn để sinh hoạt, và còn dài hạn thì người dân có một cái mong muốn là thay đổi nhà cung cấp nước và yêu cầu được sử dụng nguồn nước trực tiếp của các cái nhà máy nước sông Đuống và sông Đà đấu nối về trực tiếp cho cư dân ở khu đô thị Thanh Hòa sử dụng. Tháo gỡ khó khăn để có nước sinh hoạt cho người dân là việc cần thiết phải làm ngay. Thế nhưng, gốc rễ của vấn đề để xảy ra tình trạng này thì cần đơn vị chịu trách nhiệm. Cái nội dung mà liên quan đến trách nhiệm và công ty của phần cấp Thanh Hà thì sau cuộc họp cũng đã đề nghị bên chủ đầu tư là địa ốc Senco Năm và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tổ chức rà soát và thực hiện để đảm bảo cái việc cung cấp dịch vụ được cái đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, và cái này là nghĩa vụ của chủ đầu tư công ty cổ phần địa ốc Senco Năm và các đơn vị được ủy quyền cung cấp dịch vụ trong nước. Theo thông tin mới nhất, trong chiều nay 18 tháng 10, lãnh đạo huyện Thanh Oai tiếp tục làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn tạm thời. Trong khi chờ Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo các đơn vị phân luồng cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông cho biết nguồn cung nước sạch đang rất khó khăn. Trước mắt chỉ có thể điều tiết khoảng 1.500 mét khối nước trong ngày hôm nay, 18 tháng 10, truyền tải cho công ty nước sạch Nam Hà Nội để cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Chờ tí, chắc có lượt.
Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã có nhiều sửa đổi bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Một trong những nội dung đang được sự quan tâm của người lao động đó là đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội mới đây. Với phương án 2, Chính phủ cho rằng đây là phương án vừa đáp ứng được nhu cầu nhận một lần của người lao động trong thời điểm hiện tại, song cũng đáp ứng được yêu cầu bảo đảm sự ổn định của hệ thống, quyền lợi trong dài hạn. Dù vẫn có người lao động đồng ý với phương án này, nhưng đa số người lao động khi được hỏi đều không tán thành, bởi không ai muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần 50% thời gian đóng. Em thấy 50-50 nó khả thi hơn, tại vì nếu mà không đóng bảo hiểm nữa, nhiều người, có khi nhiều người công nhân họ lại không muốn vào công ty, họ lại làm cái công việc khác để họ né cái bảo hiểm đó. Thì bữa hôm là hai vợ chồng em cũng tranh luận cái đó. Rồi chồng em thì lại nói là phương án của chồng em lại là không cho rút, chồng em lại phương án đó, nhưng mà em lại phương án là 50-50. Theo chị lựa chọn là rút 100% một lần luôn là nó hợp lý hơn, vì nó vừa nó không mất có thời gian cho cái người đi làm nữa, mà nó tiện nhiều lúc cái nhu cầu người ta cần thiết về cái khoản tiền đó đó. Hiện nay cái mong muốn của công nhân là họ là khi họ nghỉ thì họ muốn được cái chế độ bảo hiểm, là họ muốn rút hết để họ có được cái một cái nguồn ổn định để họ về, ví dụ như họ có thể họ làm những cái việc khác. Việc bảo lưu 50% thời gian đóng còn lại trong phương án 2 được xem là cách để người lao động hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần, đồng thời cũng khuyến khích người lao động nhanh chóng tham gia lại thị trường lao động để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nhằm thụ hưởng các chính sách sau này. Tuy nhiên, nhiều lao động cũng bày tỏ băn khoăn về khoản bảo lưu này. Những cái năm trước đó, đóng vô là cái phần tiền của mình là sẽ được rút, xong mình lấy cái số vốn đó mình ra ngoài mình làm ăn được. Còn bây giờ đóng vô mà cái tiền của mình không nhận được hết thì người ta cũng không muốn đóng để làm gì hết. Nhưng mà em thắc mắc là 50% còn lại giữ để làm gì ạ? Cho rút 50 thì phải đợi đến khi mà nhận hưu á thì nó lại ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người lao động. Nên thì chắc là em không có đồng ý kiến cả rút 50 hoặc là không cho rút luôn. Các nhà làm chính sách nhận định bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề lớn nhất trong sửa đổi luật. Nếu đưa ra chính sách không thỏa điều kiện và nhận được sự ủng hộ người lao động thì dễ dẫn đến tâm lý bất ổn, rất dễ bùng phát tranh chấp quan hệ lao động, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Thưa quý vị, từ 21 tháng 9 đến nay, Ngân hàng Nhà nước phát hành 20 đợt tín phiếu với giá trị là 225.000 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 10, lô tín phiếu 9.995 tỷ đồng với kỳ hạn 28 ngày do Ngân hàng Nhà nước phát hành đáo hạn. Trước đó, hôm 21 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã hút 9.995 tỷ đồng ra khỏi hệ thống thông qua phát hành tín phiếu. Số lượng tín phiếu này có kỳ hạn 28 ngày, lãi suất ở mức 0,69% một năm. Theo các chuyên gia tài chính, động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước diễn ra thời gian qua nhằm hướng đến mục tiêu điều tiết tỷ giá do chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng và đô la Mỹ. Thông qua việc hút Việt Nam đồng về, lãi suất liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng sẽ tăng lên, góp phần hạn chế hiện tượng đầu cơ ngoại tệ. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành, tín phiếu hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt Nam, mệnh giá 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Thời hạn phát hành không quá 364 ngày, lãi suất tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.